xin kính chào quý vị và bà con trong hôm nay và ngày mai khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu và di chuyển sang phía đông cho nên gió trên khắp các vùng biển ngoài khơi bắc bộ trung bộ Bắc và giữa biển Đông, thịnh hành theo hướng đông đến đông nam và duy trì ở mức trung bình đến yếu. Trên khu vực vịnh Bắc Bộ, gió đông đến đông nam hoạt động ở mức 3 cấp 4, sóng biển thấp. Vào thời gian đêm và sáng sớm, vùng biển phía bắc của vịnh Bắc Bộ có thể xuất hiện sương mù nhẹ làm giảm tầm nhìn, nhưng lớp sương này không quá dày sẽ tan nhanh khi nắng xuất hiện. Trên vùng biển ngoài khơi dọc theo các tỉnh miền Trung từ Quảng Trị cho đến Ninh Thuận thì gió đông đến đông nam cũng chỉ khoảng cấp 3 cấp 4, tình trạng biển khá êm à. Trong khi đó, trên khu vực Nam Biển Đông và quần đảo Trường Sa, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, gió hoạt động chủ yếu theo hướng Đông Bắc đến Đông với cường độ là cấp 3, cấp 4, sóng biển cao dưới 2 m tình trạng biển khá thuận lợi cho những chuyến xa khơi của bà con trong những ngày đầu năm mới. Tiếp theo là những dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước. Thưa quý vị, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, gió thịnh hành theo hướng Đông đến Đông Nam với cường độ là cấp 3, cấp 4, sóng biển cao dưới 1 mét. Vào lúc sáng sớm thì trời còn khá nhiều mây và tình trạng sương mù vẫn có khả năng xảy ra tuy nhiên khi nắng lên thì sương mù cũng tan nhanh khiến cho tầm nhìn xa thông thoáng và bà con ngư dân có thể yên tâm ra khơi khai thác thủy hải sản Tương tự như khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, trong đêm nay và ngày mai, khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ gió hoạt động theo hướng đông đến đông nam với cường độ cấp 3 cấp 4. Trời còn nhiều mây và có sương mù vào lúc sáng sớm, sau đó sang đến ban ngày thì trời phổ biến ít mây, tầm nhìn xa thông thoáng, sóng biển chỉ dao động ở mức thấp từ 0,5 đến 1,5 m. Thời tiết và tình trạng biển cũng tương đối thuận lợi cho bà con ngư dân ra khơi đánh bắt thủy hải sản xuôi xuống vùng biển từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Cồn Cỏ Lý Sơn. Tại đây, gió đông đến đông nam với cường độ là cấp 3, cấp 4. Biển khá êm ả, à, thời tiết chủ yếu là không mưa, tầm nhìn xa thông thoáng, sóng biển dao động trong khoảng 0,5 đến 1,5 mét. Thời tiết nhìn chung là khá thuận lợi cho các hoạt động hàng hải trên biển, cũng như những chuyến tàu ra khơi thăm đảo Cồn Cỏ Lý Sơn. Đến với vùng biển từ Bình Định cho đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý, thì tại đây đới gió đông đến đông nam hoạt động với cường độ từ trung bình cho đến yếu, sóng biển cao dưới 1,5m. Mưa rào và rông chỉ xảy ra ở một vài nơi, cho nên tầm nhìn xa thông thoáng. Các phương tiện tàu thuyền có thể hoạt động trên vùng biển này mà không gặp khó khăn gì. Vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau và Côn Đảo do hoạt động chủ yếu theo hướng Đông Bắc đến Đông với cường độ chỉ khoảng cấp 3, cấp 4. Biển khá êm ả, à, trời chủ yếu là ít mây không mưa, ban ngày trời có nắng, tầm nhìn xa thông thoáng. Thời tiết và tình trạng biển tương đối thuận lợi cho các hoạt động lưu thông trên biển. Vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu, thời tiết cũng rất thuận lợi và ủng hộ cho các hoạt động trên biển. Trời chủ yếu là ít mây không mưa, ban ngày trời sẽ có nắng, gió đông thịnh hành với cường độ cấp 3, cấp 4. Sóng biển dao động trong khoảng từ 0,5 cho đến 1 mét. Dự báo là trong vài ngày tới, thời tiết tốt và tình trạng sóng yên biển lặng sẽ tiếp tục được duy trì, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con ngư dân ra khơi khai thác thủy hải sản cũng như những chuyến tàu ra thăm đảo Phú Quốc, Thổ Chu trong những ngày đầu năm mới. Trên vùng biển Vịnh Thái Lan, gió cũng hoạt động chủ yếu theo hướng đông ở mức là cấp 3 cấp 4. Sóng biển dao động trong khoảng 0,5 đến 1 m. Thời tiết tốt với trời ít mây không mưa, ban ngày có nắng. Các tàu thuyền có thể hoạt động bình thường trên khu vực này mà không gặp khó khăn gì. Khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, trong đêm nay và ngày mai thì đới gió thịnh hành từ Đông cho đến Đông Nam ở mức là cấp 4. Sóng biển giao động trong khoảng 0,75 cho đến 1,75 m Mưa rào và rông xảy ra ở một vài nơi nên tầm nhìn xa thông thoáng. Thời tiết thoát còn duy trì trên khu vực biển này trong một vài ngày tới, do đó các tàu thuyền có thể hoạt động bình thường. Đến với khu vực giữa biển Đông, từ 10 cho đến 15 độ vĩ Bắc, trong đêm nay và ngày mai thì vùng biển này duy trì đời gió đông đến đông nam khoảng cấp 3 cấp 4. Sóng biển dao động trong khoảng 0,75 đến 1,75 m. Trời chủ yếu là ít mây không mưa nên tầm nhìn xa khá thông thoáng, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động hàng hải trên biển. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Song Tử Tây. Gió Đông Bắc đến Đông hoạt động ở mức là cấp 4, có lúc cấp 5. Sóng biển giao động trong khoảng từ 1 cho đến 2 mét. Trên khu vực này trời phổ biến ít mây không mưa, ban ngày chỉ còn nắng cho nên tầm nhìn xa thông thoáng. Tình trạng biển thuận lợi cho việc lưu thông và hoạt động của các phương tiện tàu thuyền. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết biển ngày mùng 4 tháng 2 của Đài truyền kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.